thấy phim rất là hay, rất là hay. Phim rất là hay và gọi là đỉnh của chóp luôn. Quá là hay. Khá là bất ngờ về nội dung của phim. Very good. Bất ngờ, không thể nào mà tưởng tượng ra nổi. Rất nhiều cảm xúc. Trên biết dưới sống không có lỗi đạo. Chơi với anh em là không có giả tạo. 13 lên tiếng là không có nói xạo. Nói ít làm nhiều cho cuộc đời nó thanh cao. Chị mà thương anh em như chị thương long thể. Một khi đã xuống tay như là lương trong bể. Sống thẳng sống thật đâu có chết một tay lượng vòng tao về. Đầu tiên thì em thấy vào nó hơi bị nhạt một chút. Sau rồi càng về sau ấy ạ, thì nó đẩy phim lên đến đỉnh điểm ấy ạ, thì nó càng ngày càng hay. Em không biết là như em cười suốt thôi. Hài hước có, khùng có, điên có. Chứ cái hành động rất là mới. Rất là duyên. Kiểu nó cứ phân phân hài hài. Bộ phim này thì em rất là hâm mộ chị 13. Thực sự mình rất thích vai diễn của chú Trang. Em thích nhân vật thằng Hùng vì cái độ ngáo, cái độ điên của ra. Em thấy hiểu như là tình anh em ở trong phim ấy, rất là kiểu tốt luôn ấy. Tình anh em khá sâu. Tình anh em thực sự đáng ngưỡng mộ. Nói lên về tính nhân văn, con người đối xử với nhau, tình cảm cũng như là tình anh em trong gia đình bảo vệ lẫn nhau và biết phân biệt phải trái đúng sai. Cái câu chuyện giữa tình huynh đệ giữa anh chị em Giang Hồ ấy, mọi người chơi với nhau rất là phe và mọi người có thể bảo vệ nhau bằng mọi giá, kể cả là hy sinh mạng sống của mình. Bởi vì một trong những cái cảnh mà khiến em ấn tượng nhất là những cái cảnh đánh nhau ở trong phim ấy. Mọi người, cái góc quay đẹp và cái cảnh quay nó rất là thật. Đặc biệt là máu ở trong phim này không bị giả. Đây là điều em ấn tượng nhất, là máu không bị giả. Và em ấn tượng nhất cái cảnh chị 13 fake ở đoạn đầu phim. Cái cảnh mà em thấy buồn cười nhất là cái lúc mà anh Đường Băng xuất hiện là do anh Tiến Luật thủ vai ấy ạ. Là hôm nay tao đi một mình. Làm gì thì tao cũng không bỏ tụi mày. Cảnh ấn tượng nhất là lúc mà đến cứu kém gai ấy. Mình mong giờ những cái cảnh hành động của chị 13 thì chị rất là ngầu. Cái phần mà đánh nhau các thứ ấy thì nó thật. Em thấy cảnh hành động trong phim là rất hay, đánh đấm thì rất là rực rỡ. Okay. Việt Nam thì càng ngày càng có nhiều bộ phim hành động hay mà mình rất là thích. Và mình đánh giá là phim Việt Nam mình càng chất lượng về mặt nội dung cũng như là về kỹ xảo cũng như là về hành động. Chị cũng thích những phim như thế này, hài hành động vốn dễ thương. Phim Việt Nam mình ngày càng làm hay. Em rất ít khi xem phim hành động của Việt Nam bởi vì trước giờ thì em không tin tưởng lắm, nhưng mà sau khi xem xong phim chị 13 thì em thấy phim rất là ok, rất hay. Điểm 8 ạ. 7 điểm rưỡi. Tôi có 8 điểm. 9/10. Được 9/10. Chị 13 3 ngày sinh tử.